Bất ngờ với câu nói của Rundstedt về Liverpool, MU sẵn sàng chi 85 triệu bảng để có tiền đạo này. Barcelona sẽ đến làm khách tại Anfield của Liverpool trong khuôn khổ trận bán kết lượt về Champions League năm 2018-2019. Đoàn quân Valverde dù có lợi thế dẫn 3 bàn ở Camp Nou, tuy nhiên hết thảy đều tỏ ra rất thận trọng. Chuyến hành quân của Barca còn gây chú ý đặc biệt bởi sự trở về của Luis Rousset và Philippe Coutinho. Hai gương mặt từng có khoảng thời gian thi đấu rất thăng hoa trong màu áo của Sir Cope. Bị đánh giá về những hành động phản ứng thái quá ở trận lượt đi tại Camp Nou, tuy nhiên, Rousset không phiền lòng. Mới đây, anh còn chia sẻ khoảng thời gian đáng nhớ nhất từng chơi ở Liverpool, bên cạnh những cảm xúc tự hào khó tả khi được đeo tấm băng đội trưởng tại Sir Cope. Khoảng thời gian ở Liverpool giúp tôi rất nhiều, theo nhiều cách, câu lạc bộ chúng tôi trưởng thành hơn và chuyên nghiệp hơn. Trở thành đội trưởng của Liverpool là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào của cuộc đời tôi. Tôi sẽ không quên điều đó. Tôi sẽ luôn biết ơn Liverpool vì những kỷ niệm và thời gian khi tôi còn thi đấu ở nước Anh. Sự trở lại lần này chắc chắn rất khác biệt. Tôi có được ngày hôm nay cùng Barcelona cũng là nhờ Liverpool. Liverpool làm gì có cửa vô địch mà chịu áp lực? Đội chủ sân Etihad một lần nữa đòi lại ngôi đầu bảng khi hạ gục Leicester City với tỷ số tối thiểu bằng cú sút phá trái của Vincent Kompany. Với kết quả này, giải ngoại hạng sẽ phải chờ tới vòng đấu hạ màn để xác định tân vương, khi Man Xanh vẫn chỉ hơn Liverpool đúng một điểm trọn vẹn. Chia sẻ về cuộc đua vô địch, huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết: "Vấn đề là cách chúng tôi thi đấu, Man City vượt qua Burnley 1-0 mà không phải nhận bất cứ cú sút trúng đích hay bất kỳ một quả phạt góc nào. Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu, chúng tôi mạnh hơn các đối thủ của mình rất nhiều. Đó là những gì mà chúng tôi đang thực hiện, luôn cho thấy sự vượt trội với các đối thủ. Giành chiến thắng hay thất bại khi mùa giải hạ màn, chúng ta hãy cùng chờ xem. Đôi khi, các bạn cần những bàn thắng như Kompany làm được ngày hôm qua. Chúng tôi biết rằng rất khó khăn để nắm lợi thế. Nếu không giành chiến thắng, bạn sẽ mất chức vô địch. Chúng tôi đang chịu áp lực nặng nề bởi chúng tôi không thể thất bại. Chúng tôi xứng đáng với vị trí này. Chỉ một trận nữa thôi là toàn đội sẽ nỗ lực đến cùng. Nhưng Liverpool thì không. Họ chẳng phải nhận bất cứ sức ép nào bởi họ không có quyền tự quyết. Vì vậy, thật dễ dàng để họ đối mặt với những trận đấu như vậy." Huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ về Liverpool sau chiến thắng ở vòng 37. Sau Firmino và Salah, Liverpool có nguy cơ mất nốt Van Dijk ở trận cầu sinh tử với Barcelona. Huấn luyện viên Klopp đón tin xấu khi trung vệ Van Dijk không có sức khỏe tốt nhất trước thềm trận bán kết lượt về Champions League với Barcelona. Truyền thông Anh đưa tin, Van Dijk và Chamberlain đều vắng mặt ở buổi tập cuối cùng của Liverpool trước trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai, ngày 8 tháng 5 theo giờ Hà Nội. Theo ghi nhận của các phóng viên, Van Dijk đã gặp vấn đề ở chân trong thời gian gần đây. Trung vệ người Hà Lan chỉ tập nhẹ theo giáo án riêng và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trong khi đó, Chamberlain mới bình phục chấn thương, nhưng đã bị căng cơ trong khi khởi động trước trận gặp Newcastle cuối tuần qua. Trước đó, huấn luyện viên Klopp cũng xác nhận sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột trên hàng công là Mohamed Salah và Firmino ở trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết Champions League trên sân Anfield. Nếu mất nốt Van Dijk, cánh cửa đi tiếp tại cúp châu Âu của Sir Cope gần như là sẽ đóng sập. Thua 0-3 ở lượt đi cộng với chấn thương của các trụ cột, câu lạc bộ lạc quan nhất cũng không dám nghĩ về viễn cảnh sẽ được ăn mừng chiến thắng với cách biệt 4 bàn trước Barcelona hùng mạnh. Ở trận đấu rạng sáng mai, ngày 8 tháng 5 năm 2019, huấn luyện viên Klopp nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho Origi trên hàng công. Tiền đạo người Bỉ vừa tỏa sáng với pha lập công giúp Liverpool đánh bại Newcastle ở vòng 37 Premier League. Sát cánh cùng với Origi có thể sẽ là bộ đôi Sadio Mane và Shaqiri. Bên cạnh đó, Đai Điền cũng có thể là một sự lựa chọn mang lại sự đột biến cho hàng công của đội chủ nhà. MU ra tay, chốt xong người phục hưng đế chế quỷ đỏ. Trận hòa 1-1 trước Huddersfield tại vòng 37 ngoại hạng Anh đã khiến cho Manchester United chính thức xuống chơi tại Europa League ở mùa giải sau. Thực sự, đây là mùa giải xảy ra quá nhiều biến động tại Old Trafford và họ đang trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Vì vậy, mùa hè tới là thời điểm thích hợp để quỷ đỏ tiến hành thay máu đội hình nếu như muốn tìm kiếm lại hình ảnh hùng mạnh ngày xưa.
Sosa đã tìm hiểu điều đó và hẳn là nhà cầm quân người Na Uy cũng sớm tìm được cái tên phù hợp để ông chọn mặt cười vàng trong phiên chợ hè tới đây. Và đội chủ sân Old Trafford cũng đã nhanh chóng có động thái thực hiện hóa mục tiêu. Theo nguồn tin từ Catifo Mercato, câu lạc bộ giàu thành tích nhất nước Anh sắp sửa cho nổ bom tấn hạng nặng khi họ bắt đầu liên hệ đàm phán với Juventus về trường hợp của Paulo Dybala. Được biết, Man United sẵn sàng chi đậm 85 triệu bảng cho người được kỳ vọng và có đủ khả năng phục hưng đế chế quỷ đỏ. Về bản thân tiền đạo người Argentina, anh đang trải qua mùa giải thất vọng khi bị Cristiano Ronaldo chiếm mất sân khấu chính tại Juventus Arena. Mùa này, cựu cầu thủ Palermo mới có 10 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại và không phải là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Allegri trên hàng công. Với nguyên nhân đó, nhiều người tin sẽ có cuộc hôn nhân giữa MU và Dybala ngay trong thị trường chuyển nhượng hè sắp tới. Zidane là một điều xưa nay hiếm thấy ở Real Madrid. Real Madrid sắp đến hồi kết của mùa giải năm 2018-2019. Trong khoảng thời gian đầy thất vọng nhưng cũng lắm điều ồn ào ở đội bóng. Phòng thay đồ đội chủ sân Santiago Bernabeu sắp tới hẳn sẽ rất tấp nập. Người đến kẻ đi và những bản hợp đồng bom tấn được nhắc đến nhiều qua phương tiện truyền thông ngủ ngậu bậc nhất thế giới ở Tây Ban Nha. Có một điều ít ai biết rằng để Real Madrid có thể sớm trở lại với quỹ đạo vốn có, thuyền trưởng Zidane đã làm một việc xưa nay hiếm thấy trong giới túc cầu. Như thường lệ, mọi kế hoạch chuyển nhượng sẽ được đồn thổi trên khắp các mặt báo, bản thân các cầu thủ và người đại diện cũng sống trong hoang mang và lo lắng. Nhưng không, với Zidane vào lúc này, ông chọn cách can đảm và dũng cảm nhất để đối diện với sự thật. Theo Massa, Zidane đã rất can đảm khi gọi từng cầu thủ lên để thông báo quyết định về tương lai của họ. Mới đây, ba gương mặt nhận được sự từ chối cho tương lai ở Real Madrid, bao gồm Marcos, Dani và Gareth Bale. Đích thân vị chiến lược gia người Pháp tuyên bố rằng họ không còn nhiều thời gian ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Hãy tìm bến đỗ mới ngay từ lúc này. Zidane đang từng bước xây dựng một Real Madrid với sức mạnh quy củ, nhưng cách làm của ông thì hoàn toàn minh bạch, rõ ràng và mới mẻ. Không phải vị huấn luyện viên 46 tuổi thì khó có ai đảm nhận được trọng trách chèo lái con đầu tắm Los Blancos vào lúc này. Solskjaer đang chờ án sa thải từ MU. Công việc ở đây quá tầm với ông ta. Sau quãng thời gian đầu gây ấn tượng mạnh, Man United của huấn luyện viên Solskjaer đang gây thất vọng cực kỳ lớn. Theo đó, kể từ khi được bổ nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội bóng, Solskjaer chỉ mới giúp cho Man United giành được 2 chiến thắng sau 10 trận đấu. Gần đây nhất, Man United đã để cho Huddersfield cầm chân với tỷ số 1-1 trong khuôn khổ vòng 37 Premier League. Qua đó, hết hy vọng dự UEFA Champions League mùa tới. Chứng kiến những gì xảy ra tại Old Trafford, cựu danh thủ James Redknapp tin rằng Solskjaer nên lo lắng cho công việc của mình. Cụ thể, James chia sẻ: "Tôi không muốn thấy Solskjaer thất bại chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng có vẻ như quy mô công việc tại Man United có thể là quá tầm đối với anh ta. Chúng ta không biết liệu Man United có cố gắng lôi kéo Pochettino khỏi Tottenham hay không, nhưng phó chủ tịch điều hành phải tự hỏi liệu ông ta có sai lầm với Solskjaer hay không. Solskjaer đã được tin tưởng giao phó cho một trong những thương hiệu lớn nhất trong làng thể thao thế giới. Bây giờ là 6 năm và kể từ lần cuối cùng Man United giành danh hiệu Premier League. Bất kể nhiệm vụ tại Man United như thế nào, Solskjaer đang phải chịu áp lực rất lớn về khả năng bị sa thải nếu Man United khởi đầu chậm chạp và vẫn đứng ở vị trí thứ 6 một lần nữa vào tháng 10 tới. Thảm họa vẫn chưa kết thúc, MU chưa chắc được đá Europa League nếu Man City không muốn. Mùa giải thảm họa của MU có thể còn tệ hơn nữa nếu như Watford đánh bại Man City trong trận chung kết FA Cup diễn ra vào ngày 18 tháng 5 sắp tới. MU sẽ cần cổ vũ Man City ở trận đấu cúp FA bởi điều này ảnh hưởng đến bài toán kinh tế của họ trong hè năm 2019. Hôm ngày 5 tháng 5, Quỷ Đỏ tiếp tục gây thất vọng khi để Huddersfield Town cầm hòa với tỷ số 1-1, kết quả khiến cho câu lạc bộ chính thức tạm biệt tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Nhiều khả năng, MU sẽ khép lại mùa năm 2018-2019 với vị trí thứ 6 và dự Europa League. Không thể góp mặt ở Champions League khiến cho câu lạc bộ thiệt hại nặng nề về tài chính. Với đội chủ sân Old Trafford, mùa giải thảm hại của họ có thể còn tệ hơn nữa nếu như không thể trực tiếp vào thẳng vòng bảng của Europa League. Vào ngày 25 tháng 7, MU có trận giao hữu trị giá 1 tỷ bảng gặp Tottenham tại Trung Quốc.
hai đội sẽ thu về những khoản tiền thương mại cách xù. Dù vậy, đại diện thành Manchester đối mặt với nguy cơ phải hủy bỏ trận đấu này trong trường hợp Man City không thể vô địch FA Cup. Theo luật, đội vô địch FA Cup sẽ giành vé tham dự vòng bảng Europa League. Nhưng do Man City đã chắc suất góp mặt tại Champions League, điều này đồng nghĩa đội xếp thứ 6 ở ngoại hạng Anh nhiều khả năng sẽ là MU, sẽ hưởng lợi khi vào thẳng vòng bảng của Europa League. Trong khi đó thì đội đứng thứ 7, có thể là Wolves, sẽ tham dự vòng sơ loại Europa League. Còn nếu Watford vượt qua Man City thì họ sẽ trực tiếp có mặt tại vòng bảng Europa League, đồng thời buộc United phải đá vòng sơ loại đầu tiên của Europa League bắt đầu từ ngày 25 tháng 7. Ngày mà trận đấu tỉ bảng của thầy trò Solskjaer và Tottenham diễn ra. Man City và MU từ lâu đã không ưa gì nhau, dù vậy báo Daily Mail và Miro lại bông đùa. Quỷ đỏ phải trông cậy gã hàng xóm ồn ào giúp đỡ thời gian tới. MU cần Man City vô địch cúp FA, vì điều này sẽ gỡ gạc phần nào thiệt hại tài chính cho họ khi lỡ suất tham dự Champions League mùa tới.